Mới đây, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chiều ngày 1 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh vừa có báo cáo gửi Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Acid ở địa chỉ 231 phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Theo đó, nội dung báo cáo cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 1 tháng 8, đám cháy bùng phát tại quán karaoke Acid tại 231 phố Quan Hoa, Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội lập tức triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường. Với tinh thần dũng cảm không ngại khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa 8 người bị tai nạn tại quán karaoke Acid thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, ba cán bộ chiến sĩ quay lên các tầng trên của quán karaoke với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đám cháy. Khi đang giả soát lại tầng 3 của quán karaoke Aziz thì vật liệu rơi xuống chặn cầu thang tầng 2 bít lối thoát, khiến 3 chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh. Các chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ gồm Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Về mặt pháp lý, báo cáo của Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy nêu rõ, quán karaoke được Phòng Kinh tế quận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào tháng 1 năm 2013. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Trung, sinh năm 1978. Đến tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho cơ sở Isis. Cuối tháng 8 năm 2013, công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau đó, ông Nguyễn Duy Trung đã ủy quyền cho ông Phạm Duy Hùng để quản lý hoạt động kinh doanh tại quán bar karaoke Isis trong thời hạn 10 năm. Theo nội dung báo cáo, trước khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke Aizit đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại nghị định 96 của chính phủ. Nội dung báo cáo chưa nêu về mốc thời gian quán karaoke Aizit bị dừng hoạt động. Tôi chỉ ước được đánh đổi để cháu tôi được sống. Đại tang bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ đang yên ấm. Mẹ mất con, vợ mất chồng, con trai mất cha. Khi nhận được tin con hy sinh, Bà Thúy đang bán nước tại quán trà đá quen thuộc đầu ngõ Thì bỏ hết chạy về nhà Không một lời nào có thể diễn tả được giây phút ấy Vừa khóc nấc vừa nói đứt quãng Sốc, quá sốc Bà tạ thị thu, thím của trung tá Đặng Anh Quân chống tay lên cửa sổ Đau khổ nghẹn ngào Cả khâu khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ trên phố Chùa Láng, phường Láng Thượng Bà Thu nói, từ bé đến giờ cháu thiệt thòi nhiều lắm Bố thì mất sớm Mẹ nuôi hai đứa nhỏ còn bé Đến bây giờ có cơ hội cho cháu phát triển lên Được mọi người yêu mến tôi rất mừng Nào ngờ đâu lại phải đánh đổi quá đắt Bà nhớ lần cuối gặp cháu trai là ba ngày trước Nhưng hôm tiếp theo không gặp Bà cứ nóng ruột bồn chồn Bà kể hôm gặp anh Quân Là lúc anh ra trông hàng cho mẹ Nào ngờ đấy là lần cuối cùng Lúc nghe tin anh Quân gặp nạn Đang đi làm Bà thu bỏ hết chạy về Bà nói Cả nhà ai cũng tự hào về cháu Quân Từ nhỏ cháu ngoan lắm Tôi chỉ ước mình được đánh đổi Để cháu tôi được sống Ông Đặng Văn Thu sinh năm 1963 Chú họ Trung tá Đặng Anh Quân thẫn thờ Chưa hết bàng hoàng nói Không ai tin cháu tôi hy sinh Ông Thu bảo Anh Quân là người hiền lành Hết mực hiếu thảo Và hay giúp đỡ bà con Nên cả khu phố ai cũng quý mến Ông Thu chia sẻ Những ngày nghỉ phép Không lê cơ quan Hay thời gian hết giờ làm việc nó luôn ở nhà phụ giúp mẹ và vợ con Ai cũng yêu quý, tự hào về người chiến sĩ cứu hỏa Nói về người cháu của mình, ông Thu bộc bạch Nó là người hiền lành, nhất mực hiếu thảo Quân sinh năm 1977 Khi lên 4 tuổi thì bố cô cha Cha của Quân là một nông dân Sinh ra và lớn lên ở phường Láng Thượng Khi đó là làng láng nổi tiếng với đặc sản húng láng Trong một lần mua vôi về tôi Làm vật liệu xây nhà cha của quân ngã xuống hố và tử vong sau đó. Ông Thu ngẹn giọng cho biết cơ quan chức năng còn làm thủ tục theo quy định. Không ai muốn điều đau đớn ấy xảy ra, nhưng giờ việc đã rồi, họ hàng làng xóm cũng chỉ biết chờ đợi để khi được đón anh quân trở về để làm lễ tiện đưa. Bà Thêu, hàng xóm liền kề với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân không nén được cảm xúc khi nhắc đến Trung tá Đặng Anh Quân. Cho đến bây giờ, bà vẫn không tin Anh Quân đã ra đi. Trong ấn tượng của bà, Quân là người hiếu thảo. Bố không còn, thương mẹ, anh Quân thường giúp dọn hàng quán, cả gia đình êm ấm, không một điều tiếng gì. Cơ quan đi du lịch, nếu mẹ không đi thì anh và cả gia đình cũng ở nhà. Bao giờ có mẹ đi, anh mới đi. Anh Quân còn hay giúp bà con lối phố, ở phố thị có người con trai hiếu thảo như vậy, hiếm lắm. Để chia buồn với gia đình anh Quân, bà Nguyễn Thị Minh hàng xóm xúc động nói: ở xóm ai cũng yêu mến anh Quân Mẹ Quân chỉ ở nhà bán nước Chứ không làm gì cả Giờ có mất đi bà ấy sốc lắm Biết nương tựa vào đâu Bà Nguyễn Thị Thấm hàng xóm chia sẻ Chiều qua khi tôi đang ở nhà Thấy có người về hô to Cháu Quân đi rồi Nghe xong tay chân tôi bủn rủn đứng không vững Ở xóm ai cũng quý Quân Hai đứa con của Quân cũng học giỏi lắm đêm khuya, căn nhà mà người đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an quận Cầu Giấy vẫn thường trở về sau mỗi trận đánh với giặc lửa vẫn sáng đèn, người ra người vào buồn bã. Trên khuôn mặt những người thân, họ hàng và hàng xóm của Trung tá Đặng Anh Quân, không ai giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn trước sự hy sinh anh dũng và mất mát vô cùng lớn lao này. Bà Thủy Lạc giọng gọi tên con trai, khi những người có mặt ở đám tang không kìm được nước mắt. Con ơi, con ở đâu về với mẹ quân ơi Mẹ đau xót lắm quân ơi Cuộc đời dài thế Nhưng sao quá mong manh Lửa, khói Có thể nhấn chìm anh Nhưng không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết Trái rực trong lồng ngực người lính cứu hỏa Ở một nơi chẳng còn đau thương Chẳng còn những bữa ăn vội trên đường chữa cháy Các anh đã có thể nghỉ ngơi trong lòng đất mẹ Và vẫn nở nụ cười tươi như đã từng Bà Thủy, mẹ của đội trưởng Đặng Anh Quân mất chồng lúc còn trẻ. Đến hôm nay, người con trai duy nhất cũng chẳng thể trở về. Chẳng có nỗi đau nào dai dứt hơn người đậu bạc tiễn người đầu xanh. Trước những mất mát đau thương lớn lao, các cơ quan ban ngành đồng chí, đồng đội của Anh Quân đã đến ngôi nhà nhỏ động viên, chia buồn cùng gia đình. Biết ơn những người chiến sĩ đã hy sinh. Hy sinh, hai từ ấy nghe sao nặng nề và đau thương đến thế với mỗi người lính cứu hỏa bước lên xe đến hiện trường vụ cháy họ đã phải chuẩn bị tâm lý cho những nguy hiểm trực chờ sự hy sinh của ba chiến sĩ chắc chắn có một ý nghĩa nào đó với tám người được anh cứu sống và cả với những người đang sống như chúng ta ngồi trong đám tang đội trưởng đặng anh quân một người đồng đội chia sẻ đến bây giờ vẫn không tin được bạn mình đã ra đi người bạn thân cho biết đã làm việc cùng anh quân 17 năm trong nghề chữa cháy chả có biết bao nhiệm vụ từ những vụ cháy nhỏ đến những vụ cháy lớn lúc nào anh quân cũng hoàn thành xuất sắc người đồng đội nghẹn ngào tôi không thể tin được khi nhận tin báo quân qua đời lúc đầu tôi chỉ nghĩ mọi người bị thương thôi thế mà trong một ngày tôi mất đi ba đồng đội căn nhà nhỏ hương khói nghi ngút từ tối ngày một tháng tám tiếp đón nhiều lượt khách đến chia buồn cùng gia đình lãnh đạo phường các tổ chức chính trị xã hội phường láng thượng cũng như họ hàng làng xóm đến thăm hỏi chia buồn cùng gia đình người chỉ huy dũng cảm, hy sinh khi làm nhiệm vụ và hỗ trợ gia đình với bớt đau thương mất mát lớn lao. Trước đó, Đại tá Dương Đức Hải cùng với Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và rất đông chỉ huy cán bộ chiến sĩ của Công an quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội cũng có mặt túc trực ở nhà tang lễ 19 tháng 8 để thăm hỏi, động viên các gia đình trung tá Đặng Anh Quân, chủ ủy Đỗ Đức Việt và biên nhất Nguyễn Đình Phúc cũng như chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chuẩn bị lễ tang cho các cán bộ chiến sĩ hy sinh chu đáo nhất theo đúng nghi lễ công an nhân dân. Cùng với việc khẩn trương chuẩn bị công tác là hậu sự và chính sách cho các đồng chí hy sinh, Đảng ủy ban giám đốc Công an thành phố gồm Đại tá Trần Ngọc Dương, Đại tá Dương Đức Hải và Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an thành phố đã tới nhà tang lễ chia sẻ những đau thương mất mát với gia đình trung tá Đặng Anh Quân đội trưởng Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhất Nguyễn Đình Phúc. Trên khuôn mặt những người lãnh đạo công an thành phố và chỉ huy, mà cán sự công an quận cầu giấy, các đơn vị không ai giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn trên sự hy sinh anh dũng, mất mát vô cùng lớn lao này. Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, phó trưởng công an quận cầu giấy nghẹn nghẹn nước mắt cho biết. Trung tá Đảng Anh Quân mới luân chuyển về nhận nhiệm vụ làm đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận Cầu Giấy được vài tháng. Tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn hàng trăm vụ, dẫu biết nguy hiểm vây quanh, nhưng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị không ai có thể ngờ được rằng vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa lại là lần làm nhiệm vụ cuối cùng của Trung tá Đảng Anh Quân và hai cán bộ chiến sĩ của mình là Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhất Nguyễn Đình Phúc. Ngày 2 tháng 8, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng phối hợp với Công đoàn Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi động viên và trao một phần quà kinh phí hỗ trợ cho gia đình ba cảnh sát hy sinh trong khi cứu hỏa ở quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Dẫu biết rằng ca nghi sinh là nỗi đau đớn xót xa không gì bù đắp được, thế nhưng vòng xoay cuộc sống vẫn còn tiếp diễn. Những người ở lại hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau và bước tiếp. Cảnh đã sống một cuộc đời vất vả nhưng thật đáng để tự hào. Khi một người mất đi Anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống Xì cúi đầu cảm ơn các anh Vì đã công hiến hết mình cho đất nước và nhân dân Tôi chỉ ước được đánh đổi để cháu tôi được sống Chỉ trong một ngày tôi mất đi ba đồng đội Đó là những câu nói đau đến quặn lòng Mà người thân nói về đội trưởng Đặng Anh Quân Rồi đây trong âm cơm của gia đình và cơ quan Sẽ chẳng còn bóng dáng người lính cứu hỏa Trở về sau những lần làm nhiệm vụ chỉ còn vết thương mãi chẳng lành Trong trái tim của những người ở lại Xin được cúi đầu biết ơn các anh Vì đã anh dũng, kiên trung Chỉ đấu hết mình Đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời